Nếu bạn 45 đến 75 tuổi, có 10 điều nhất định cần biết để sống vui vẻ bên con cháu. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, nếu đã bước vào tuổi trung niên, cao niên, 10 điều này bạn cần biết để sống vui vẻ bên con cháu. Làm được 10 việc này, cuộc sống của bạn bên con cháu chắc chắn sẽ rất hài hòa, đầm ấm. Khi đã đến độ tuổi dưỡng lão, bất kỳ người lớn tuổi nào cũng hy vọng có thể quây quần bên con cháu, cùng chung với niềm mong mỏi ấy. Họ cũng luôn hy vọng rằng con cái có thể thoải mái sống chung mà không e dè, ngại ngùng hoặc phát sinh mâu thuẫn với bố mẹ. Theo sự trưởng thành về mặt tuổi tác, con cái của chúng ta chẳng mấy chốc đã đến tuổi thành gia lập thất. Khi các con đã có sự nghiệp ổn định và yên bề gia thất, người lớn tuổi cũng nên bắt đầu thích ứng với cuộc sống về già, hưởng thụ sự an nhàn của những ngày dưỡng lão. Dĩ nhiên, muốn các phụ huynh cao tuổi buông xuống sự bận tâm đối với con cái cháu chắt là điều không hề dễ dàng. Có đôi khi, chính vì sự lo lắng thái quá của các bậc trưởng bối, những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ sống chung trở nên thường xuyên phát sinh nhiều mâu thuẫn trong tư tưởng cũng như đời sống sinh hoạt. Làm thế nào để không khiến con cái e dè, ngại ngùng hoặc xa cách, đồng thời bản thân vẫn giữ được sự tôn nghiêm và tự trọng là điều mà các bậc trưởng bối nên chú trọng. Muốn có được cuộc sống sum vầy và hòa thuận với con cái, các bậc cha mẹ lớn tuổi nên duy trì 10 nguyên tắc vàng dưới đây. Nguyên tắc thứ nhất, không chấp nhận, không tự ái, đơn giản tự nhiên, hết lòng tùy duyên. Các cụ nhà chị Hiền năm nay cũng gần thất thập rồi. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước chiến tranh, khó khăn, cụ ông nhà chị lại là bộ đội, nên cuộc sống gia đình chị lúc nhỏ ngột ngạt vô cùng. Cha mẹ rất yêu và chăm lo cho các con, nhưng đồng thời cũng rất khó chịu. Các cụ chưa bao giờ thực sự hiểu con cái cần gì, muốn gì, mà chỉ toàn là áp đặt một chiều theo ý các cụ. Lúc nhỏ, chị Hiền nhớ mình thường xuyên ăn bạc tai hoặc bị bố mẹ đánh roi, mặc dù bản thân lúc nào cũng là tấm gương cho con cái các gia đình hàng xóm, học giỏi, lễ phép, biết giúp mẹ việc nhà từ khi 5 tuổi. Lớp 6 đã quán xuyến toàn bộ công việc nội trợ, thậm chí nhà nghèo, làm nhà chị Hiền còn phải làm phụ hồ cho ba. Hai chị em chị rất hiểu tính cách và ứng xử của ba mẹ là do cuộc sống, hoàn cảnh tạo ra, nên chị chưa bao giờ có ý trách móc ba mẹ về chuyện đó. Nhưng thực sự, chị em Hiền không gần gũi ba mẹ, chưa bao giờ có thể tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ vui buồn trong cuộc sống với ba mẹ. Chính vì không chịu nổi sự nặng nề trong gia đình mà cả hai chị em Hiền đều chọn học đại học xa nhà từ năm 17 tuổi, rồi sau đó đi học nước ngoài luôn. Xa bố mẹ quá lâu, sau đó lại lập gia đình riêng và không quay về sống với các cụ nữa, nên khoảng cách bố mẹ, con cái ngày càng xa. Thêm vào đó, việc hai chị em Hiền đều có tính cách độc lập, lại tiếp thu văn hóa đa dạng, trong khi các cụ quá cổ hủ dẫn đến xung đột gia đình ngày càng trầm trọng. Các cụ nhà chị theo quan điểm Á Đông thuần túy, nên bắt buộc vợ chồng em trai phải về sống chung, mà sống chung tức là phải tuân theo nếp sinh hoạt và yêu cầu của các cụ. Tức là ngày nào cũng phải về nhà ăn cơm sớm, đi ngủ sớm. Vợ chồng em đi du lịch, xem phim hoặc nói với nhau những lời ngọt ngào, thì các cụ dè biểu, bảo là đua đòi. Cụ bà thì tiết kiệm đến mức kinh hoàng. Chị Hiền là con gái mà còn phải sợ. Nhà bố mẹ chị bây giờ vẫn dùng những cái chậu nhôm Liên Xô tuổi đời không dưới 40, mấp méo, đen thui lui mà cụ dứt khoát không chịu bỏ. Đồ ăn hỏng, cụ cứ bảo là chả ngửi thấy mùi gì, rồi nấu lại cho cả nhà ăn. Vấn đề chị đau đầu nhất là quan điểm về tình cảm và nhu cầu chăm sóc của những người trong gia đình với nhau không thể dung hòa với quan điểm của các con. Các cụ cho rằng, các cụ đã hy sinh cả cuộc đời vì các con, chăm lo nuôi dạy chúng nên người, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, thì bây giờ các con phải chăm lo cho các cụ y như thế. Nghĩa là
Một ngày con gái có thể nhận 4 cuộc điện thoại yêu cầu mua cho mẹ một ít rau sạch, thuốc nhuộm tóc, thuốc bổ. Con trai trong giờ làm việc có thể phải nhận điện thoại của bố yêu cầu chiều phải về nhà sớm chở bố đi thăm ông bạn, cho dù cậu con đã có hẹn việc khác trước đó, hoặc phàn nàn chuyện bà con họ hàng bắn đại bác không tới gì đó. Nếu đứa nào không nghe máy mà không gọi lại ngay, các cụ sẽ giận. Mà chị làm công việc rất bận, thậm chí nhiều khi con ốm ở nhà cũng chỉ tranh thủ buổi trưa gọi về một tí rồi quên luôn. Các cụ ở nhà rảnh rỗi nên nghĩ ai cũng rảnh như mình, thiếu quan tâm một chút thì nghĩ lung tung rồi tủi hờn. Chị em Hiền thấy thật là mệt mỏi. Chị Hiền nghĩ các cụ vẫn còn đi lại bằng xe máy được. Những chuyện đơn giản như vậy, các cụ có thể chủ động mua sắm, lo cho bản thân. Chợ cũng gần nhà, muốn mua rau lúc nào chả được. Chị đi làm về, con cái đã mệt chết đi được, lại phải lo cả những chuyện li ti cho các cụ, thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nhiều khi thấy các cụ hàng xóm chủ động đi tập thể dục, tham gia hội đoàn thơ văn, các cụ phụ lão mà hai chị em Hiền ước gì bố mẹ mình được như vậy. Các cụ cứ như trẻ lên ba, cần được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, trong khi trộm vía các cụ còn khỏe lắm. Chị nói thì các cụ tự ái, bảo là cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ. Khổ nỗi các cụ chưa cần chị em Hiền phải nuôi, mà có nuôi chị em chị cũng không nề hà. Vấn đề là chị không thể và không muốn kè kè chăm sóc các cụ như trẻ lên ba, trong khi các cụ hoàn toàn có thể chủ động tự chăm sóc mình. Chị ước gì các cụ chủ động một tí cho mình nhờ. Chị Hiền nghĩ các cụ chủ động cuộc sống của các cụ thì bản thân các cụ cũng thấy độc lập, tự do, con cái cũng vui vẻ và có thời gian chăm lo cho gia đình riêng của mình, cho các cháu. Các cụ quan niệm ngày xưa các cụ vất vả nuôi hai chị em Hiền rồi, giờ con đứa nào đứa đó nuôi. Các cụ về hưu là để hưởng thụ và có con phải có trách nhiệm chăm sóc. Chị muốn nói cho các cụ hiểu ý thì các cụ lại gán ngay cho chị là chị tiếc tiền mua cho bố mẹ cái này cái kia. Thế thì cứ tính tiền ra bố mẹ trả. Nói các cụ cần tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, chứ hai chị em đi làm cả, lỡ các cụ đau ốm, khó mà túc trực cả ngày bên các cụ. Bố mẹ chị không chịu thuê giúp việc vì sợ tốn tiền và không quen có người ngoài, thì lại bảo là con bất hiếu. Lúc bố mẹ ốm cứ để bố mẹ chết đi, không cần chăm sóc. Chị Hiền thật không biết nói sao cho các cụ hiểu. Giờ còn minh mẫn mà nói một đằng, hiểu một nẻo. Như vậy ít bữa, các cụ lẫn rồi thì sợ lắm. Có lẽ sẽ không phải quá lời nếu nói rằng trong đời sống hiện tại, thứ gì cũng sẽ tăng giá. Duy chỉ có tuổi tác càng tăng lên thì giá trị con người lại càng có nguy cơ giảm sút. Trong đời sống gia đình, chúng ta không nên dựa vào tuổi tác để áp đặt, ép buộc các hậu bối. Điều này chỉ khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên xa cách, mâu thuẫn. Vì vậy, các bậc cha mẹ lớn tuổi nên chú ý duy trì sự tinh tế trong cách ăn nói, hạn chế dùng những mẫu câu mang tính cực đoan như hẳn, phải, đừng có. Nguyên tắc thứ hai, đừng mãi chìm đắm trong quá khứ, chớ làm khó mình, làm khó người. Những câu chuyện mở đầu bằng câu nhớ năm ấy, bố, mẹ, ngày xưa, không hẳn là lời nói mà con cháu của chúng ta ngày nay thích nghe. Trong nhịp sống hối hả của thời đại ngày nay, có nhiều thứ đổi mới nhanh tới chóng mặt. Con cái của chúng ta ngày ngày phải quay cuồng trong guồng quay vội vã ấy, cho nên họ không có thời gian hoài cổ. Tới một lúc nào đó, các bậc cha mẹ lớn tuổi sẽ nhận ra rằng thế hệ sau không có mấy người muốn cùng họ ôm lại những kỷ niệm về một thời lận đận đã qua hay những vinh quang từ sớm đã lùi vào quá khứ. Dẫu sao, thời đại bất đồng, cuộc sống đổi thay khiến con người thay đổi. Ngày tới rau củ dại, chỉ có nhà nghèo ăn chấm đối vào ngày xưa, giờ đây có thể đã trở thành sơn hào hải vị đắt đỏ trong nhà hàng. Vì vậy, các bậc trưởng bối không cần vì điều này mà bi quan, cũng đừng lấy đó làm lý do tự làm khó mình,
hoặc khiến con cái khó xử. Thay vì chăm chăm bắt con cháu ngày ngày phải nhai đi nhai lại một vài câu chuyện về thời xưa cũ, bạn có thể chỉ kể một số chuyện đặc sắc vào những dịp trọng đại hoặc ôn lại kỷ niệm với những người bạn, người thân đồng trang lứa. Nguyên tắc thứ ba, cuộc đời vốn rất ngắn, không cần phí công sân si. Ít xen vào chuyện của người khác, ít sân si, so đo những chuyện vặt vãnh trong nhà là cách tốt nhất để hạn chế mâu thuẫn với con cái. Lời khuyên chân thành dành cho các bậc cha mẹ lớn tuổi chung sống cùng con cháu chính là hãy hạn chế làu bàu, than vãn, không nhất thiết lúc nào cũng buộc mình phải gồng gánh trên vai cái chức vụ chủ quản trong nhà. Tuổi già là khoảng thời gian an dưỡng, nghỉ ngơi. Bạn nên chọn cho mình một vị trí vừa phải trong gia đình. Những việc con cái có thể tự lo, hãy để cho các con có cơ hội làm chủ. Đối với những chuyện được coi là đại sự, bạn nên bày tỏ thái độ một cách dứt khoát. Nhưng với những chuyện vặt vãnh, bạn đừng phí công so đo, cào nhào. Nên nhớ rằng, thay vì không ngừng tự ý đưa ra quyết định, hãy làm sao để con cái chủ động hỏi ý kiến mình. Đó mới là sự tự tôn mà người lớn tuổi nên có. Nguyên tắc thứ tư, chăm sóc tốt bản thân để không mang thêm phiền toái cho con cái. Với vô số những gánh nặng về gia đình, công việc trên vai, người trẻ tuổi ngày nay chắc chắn bận bịu và áp lực hơn nhiều so với người cao tuổi. Nếu những người bố, người mẹ lớn tuổi có thể gọi điện khi nhớ con, thì lúc con cái nhớ chúng ta, e rằng ngay cả tới thời gian gọi điện cũng chẳng có. Do đó, bạn không nên vì những chuyện cỏn con này mà sầu não. Hãy học cách chăm sóc thật tốt bản thân mình, bởi con cái của chúng ta phải bươn chải dòng đời ngoài kia vốn đã đủ mệt mỏi rồi. Nguyên tắc thứ năm, kể công là cách nhanh nhất biến lòng thảo thành gánh nặng. Nếu đã tự nguyện hy sinh, đừng đem lòng hy vọng có hồi báo. Người cao tuổi không nên suốt ngày kể lể về những việc mình đã làm để giúp đỡ người khác, đặc biệt là giúp đỡ con cái. Phụ con trẻ nấu cơm, giặt giũ, trông cháu vốn không phải việc gì quá khổ sở, quá vất vả, nên đừng bao giờ mang thái độ trịch thượng hoặc không ngừng than vãn kể công. Bởi chỉ một lời than phiền ấy thôi cũng có thể khiến cho tấm lòng của chúng ta bị con cái hiểu nhầm thành gánh nặng. Nguyên tắc thứ 6, không nên cố thay đổi người khác. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Đừng có tìm cách thay đổi người khác, bởi mỗi người là một bản thể khác nhau. Mỗi cá nhân đều có thói quen và lối sống của riêng mình. Cuộc đời này vốn không có đúng tuyệt đối, cũng không có sai hoàn toàn. Nếu đã không thể thay đổi người khác, vậy hãy học cách kiềm chế bản thân mình. Kỳ thực, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Ngay tới chính bản thân bạn cũng có những việc rất khó thay đổi. Cho nên, hãy học cách chung sống hòa bình với các thành viên trong gia đình, con cái. Đừng mất công soi mói, hạch sách để khiến bản thân thêm nhọc lòng. Nguyên tắc thứ 7, không chỉ trích, không oán thán, giữ tâm lạc quan, tính ôn hòa. Đánh giá người khác, đừng nên soi mói, bới móc. Đối xử với người khác cũng đừng quá khắt khe, keo kiệt. Nếu được con cái mua quà biếu, các bậc cha mẹ cao tuổi không chỉ nên nói câu cảm ơn mà còn nên chủ động đề cập tới chuyện trả tiền. Mặc dù con cái có lòng mua, tất nhiên không có tâm đòi tiền, nhưng thứ chúng ta cần chính là thái độ sòng phẳng, tâm trí thản nhiên và khí chất rộng rãi, khoáng đạt như vậy. Trên thế giới này, không có bữa trưa nào miễn phí. Bạn muốn hưởng thụ không khí hài hòa, vui vẻ khi sống chung cùng con cái, thì cũng nên chi trả chút ít tiền vốn. Số vốn không chỉ bao gồm vật chất, mà còn bao hàm cả tấm lòng. Nguyên tắc thứ 8, hãy coi thể diện của bản thân là thể diện của con cái và gia đình. Ăn mặc lôi thôi lết thết không phải là chuyện nhỏ. Tuổi tác đã cao, người già khó tránh khỏi lười biếng. Nhưng dù lười đến đâu, cũng đừng bao giờ coi nhẹ việc vệ sinh cá nhân hoặc cách ăn mặc. Cho dù bản thân ta có tùy hứng đến thế nào, ít nhất hãy cố gắng giữ cho mình sạch sẽ, chỉnh tề. Phải biết rằng, đó không phải là việc của riêng bạn, mà còn liên quan tới danh dự gia đình
và thể diện của con cái. Cho dù lớn tuổi, nhưng chúng ta vẫn không nên ăn vận một cách qua loa, bừa bãi, lôi thôi, bởi có rất nhiều người đang quan tâm đến ta cũng như gia đình của con cái của ta. Nguyên tắc thứ 9, tiếc của tới đâu cũng đừng tích trữ những thứ vô giá trị. Không ít người cao tuổi thường có thói quen trữ đồ, thậm chí nhiều đồ vật đã cũ, hỏng cũng không nỡ vứt đi vì tâm lý tiếc của. Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, để có thể có được một căn nhà khang trang, sạch sẽ để ở, con cái của chúng ta ngày ngày phải đổ mồ hôi, hao tổn biết bao công sức. Vì vậy, đừng trữ trong nhà những đồ đồng nát hay những thứ không còn giá trị sử dụng. Bạn không nên vì một số vật dụng nhỏ nhặt này mà khiến nhà cửa trở nên bừa bộn, càng không nên vì chúng mà phá vỡ hình ảnh của gia đình. Nguyên tắc thứ 10, đối xử tốt với bản thân, tự dựa vào chính mình. Con người ta ở độ tuổi nào cũng nên tự lực tự cường, dựa vào sức mình là chính, không nên vì tuổi cao mà có suy nghĩ ỷ lại con cái. Xã hội hiện đại áp lực càng ngày càng lớn, cuộc sống của con cháu chúng ta cũng vì vậy mà chẳng hề dễ dàng. Huống chi, một gia đình nhỏ cũng giống như một chiếc xe hơi 4 chỗ, mặc dù chạy chung đường nhưng cũng khó mà chở được nhiều người đi chung. Vì vậy, người cao tuổi nên bảo dưỡng thật tốt chiếc xe của cuộc đời mình. Cho dù chỉ còn lại một mình, bạn cũng nên dũng cảm tiến về phía trước. Mặc dù chúng ta không thể phụ thuộc vào con cái, nhưng trên con đường ấy, chắc chắn con cái sẽ giúp đỡ và không ngừng cổ vũ cho chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!